thăng chức cho Vũ Hồng Văn, Tô Lâm đưa Trần Cẩm Tú rơi vào thế trên đè dưới búa. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2023, Tô Lâm đưa Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Trần Cẩm Tú đứng đầu. Khi đó, Tô Lâm chưa tạo phản, vẫn đóng vai là kẻ thuộc hạ tận tụy với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những vụ thuyên chuyển như thế, theo nguồn tin riêng của Thời báo.de cho biết, Tô Lâm nhờ vào tiếng nói của Tổng Trọng. Vũ Hồng Văn khi đó là Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, nắm nhiều thông tin về điều tra cán bộ, có thể giúp cho Trần Cẩm Tú trong việc kỷ luật các quan chức nhúng chàm, trên danh nghĩa là giúp cho công cuộc đốt lò của Tổng Trọng được tốt hơn. Tuy nhiên, khi Vũ Hồng Văn vào được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Tô Lâm mới lộ nguyên hình là kẻ phản trắc. Vũ Hồng Văn chỉ cung cấp cho Trần Cẩm Tú những thông tin mà Tô Lâm cho phép, còn nhiệm vụ chính là giám sát và điều tra Trần Cẩm Tú để báo cáo về cho ông Tô. Khi nhận ra bộ mặt thật của Tô Lâm thì Trần Cẩm Tú đã bị kẹp giữa hai gọng kìm nội ứng ngoại hợp. Bên trong, Trần Cẩm Tú bị Vũ Hồng Văn kẹp, bên ngoài Tô Lâm cho đánh mạnh vào công ty Cây Xanh Công Minh, một doanh nghiệp được cho là do Trần Cẩm Tú đỡ đầu. Vào ngày 8 tháng 8, với quyền lực Tổng Bí thư, Tô Lâm đã nâng Vũ Hồng Văn lên thành phó tướng cho Trần Cẩm Tú, tương tự như Trần Lưu Quang làm phó cho Phạm Minh Chính. Vũ Hồng Văn làm phó cho Trần Cẩm Tú là mối đe dọa lớn với ông chủ nhiệm gốc Hà Tĩnh này. Trong Ban Bí thư giờ đây, Trần Cẩm Tú bị kẹp bởi hai người Hưng Yên. Bên trên là Tổng Bí thư Tô Lâm, bên dưới là ngay sát lưng là Vũ Hồng Văn. Đây là thế trên đè dưới búa. Trần Cẩm Tú được xem là đang nằm trên cái đè có tên là Vũ Hồng Văn và nằm dưới cây búa có tên là Tô Lâm. Cả đe và búa đều là của Hưng Yên, biến Trần Cẩm Tú vào thế bánh mì kẹp thịt, rất khó thoát. Hiện nay Trần Cẩm Tú được xem là cánh chim đầu đàn của nhóm lợi ích Hà Tĩnh. Nhóm này đang có 2 ủy viên Bộ Chính trị và 10 ủy viên Trung ương Đảng. Mới đây Tô Lâm đã cho tỉa Đặng Quốc Khánh, một hạn giống đỏ được nhóm Hà Tĩnh vận động để vào Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ tới. Và giờ đây ông Khánh đã bị giục. Việc đánh giá những kẻ có tham vọng của Bộ Chính trị và đưa con chim đầu đàn vào thế bánh mì kẹp thịt đang là chiến thuật mà Tô Lâm dùng để đánh hạ nhóm Hà Tĩnh. Nhóm này đang có số ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị gấp đôi nhóm Hưng Yên, không triệt hạ sớm thì hậu họa khó lường. Trần Cẩm Tú là người được ông Trọng nâng đỡ. Khi Tô Lâm làm chủ Ban Bí thư, Tô Lâm có thể khiến cho Trần Cẩm Tú phải vâng lệnh, nhưng chắc chắn Tô Lâm không thể khiến cho Trần Cẩm Tú toàn tâm toàn ý phục vụ cho mình. Là con chim đầu đàn của thế lực đông đảo ở Trung ương Đảng của Bộ Chính trị, Trần Cẩm Tú hoàn toàn có thể trở thành một thủ lĩnh của nhóm lợi ích lớn để chống lại nhóm lợi ích Hưng Yên do Tô Lâm đứng đầu. Đưa Trần Cẩm Tú vào thế bánh mì kẹp thịt cũng là cách nhốt ông ta vào chuồng trong thời gian chưa đủ bằng chứng để loại ông ra khỏi vũ đài chính trị. Điều này giúp cho Tô Lâm an tâm hơn vì đã kiểm soát được chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trọng cất nhắc đưa lên. Xem ra Trần Cẩm Tú khó có thể trụ được lâu dài, nhiều nhất là ông cố trụ đến hết nhiệm kỳ rồi hạ cánh an toàn. Như vậy ông phải cố gắng để nắm một đường, một điểm yếu nào đấy của Tô Lâm để có thể đặt lên bàn đàm phán mà ngã giá với nhau. Bằng không ông sẽ bị Tô Lâm cho làm thịt một cách không thường tiếc. Những người trong Trung ương Đảng của Bộ Chính trị đã từng ủng hộ chế độ công an trị thì nay đã hoặc sẽ phải trả giá. Thời của Tô Lâm là thời của đe dọa, khủng bố, bắt bớ và thủ tiêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin thăng chức Vũ Hồng Văn, Tô Lâm đưa Trần Cẩm Tú rơi vào thế trên đè dưới búa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đặng Quốc Khánh vừa dụng Hồ Đức Phước lên thất, Tô Tổng thanh trừng mạnh mẽ phe Nghệ Tĩnh. Ngay sau khi vừa lên Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã cho trảm ngay 4 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một người gốc Hà Tĩnh. Việc Đặng Quốc Khánh bị trảm cho thấy nhóm Hà Tĩnh đang bị Tô Lâm nhắm đến, chưa tỉa được cây cổ thụ Trần Cẩm Tú thì tỉa cấp Trung ương Đảng. Hiện nay nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh
đều có đến hàng chục ủy viên Trung ương Đảng và mỗi nhóm có hai ủy viên Bộ Chính trị. Đây chính là hai nhóm khiến cho Tô Lâm e ngại khả năng lấn át nhóm Hưng Yên của ông. Nếu không tỉa sớm thì hai nhóm này có thời gian bắt tay nhau cùng đối phó với nhóm Hưng Yên thì Tô Lâm sẽ rất vất vả về sau. Nguồn tin nội bộ cho biết Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng là đối tượng mà Tô Lâm nhắm đến. Có lẽ trong thời gian tới, ông Phước sẽ phải rời bỏ vũ đài chính trị. Ông Hồ Đức Phước là người gốc Nghệ An, được Vương Đình Huệ dìu dắt lên làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cả Hồ Đức Phước và Vương Đình Huệ đều là dân tài chính. Ông Phước còn đang ôm tham vọng vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Thông thường một ủy viên Trung ương Đảng nắm chức bí thư tỉnh ủy được điều động về Trung ương làm Bộ trưởng là những người được cơ cấu lên tầng cao hơn. Nhóm Hà Tĩnh có Trần Đồng Hà và Đặng Quốc Khánh là thành viên chính phủ, xem như đây là hai người có khả năng vào Bộ Chính trị. Nhóm Nghệ An thì có Hồ Đức Phước và Phạm Thị Thanh Trà, cũng là thành viên của chính phủ và cũng muốn vận động để vào Bộ Chính trị. Với nhóm Hà Tĩnh, Đặng Quốc Khánh đã bị đánh dụng và Trần Đồng Hà bị đưa vào tầm ngắm. Với nhóm Nghệ An thì Hồ Đức Phước đã bị đưa vào tầm ngắm. Nếu ông Phước dụng thì bà Trà cũng phải chuẩn bị tinh thần đối phó với tình huống xấu nhất là bị Tô Lâm hạ bệ. Đánh gục một ủy viên Bộ Chính trị khó hơn là đánh gục và hạ bệ một ủy viên Trung ương Đảng. Nếu tính đường xa, Tô Lâm cần phải hạ gục những ủy viên Trung ương Đảng gốc Nghệ An và Hà Tĩnh mà có khả năng vào được Bộ Chính trị. Như vậy Tô Lâm sẽ đỡ vất vả. Kế hoạch hoàn hảo sẽ là vừa chuẩn bị hồ sơ để đánh gục các ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời vừa đánh gục các ủy viên Trung ương Đảng có khả năng vào Bộ Chính trị. Nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh hiện nay quá đông, nếu không triệt hạ sớm thì hai nhóm này có nguy cơ trỗi dậy. Và tất nhiên nếu hai nhóm này giành được lợi thế trên chính trường, thì nhóm chịu thiệt hại nặng nhất là nhóm Hưng Yên của Tô Lâm. Nếu chặn được hầu hết nhóm ủy viên Trung ương Đảng và hạ nốt các ủy viên Bộ Chính trị của nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh, thì Trung ương Đảng và Bộ Chính trị sẽ có rất nhiều chỗ trống. Khi đó, cơ hội để nhóm Hưng Yên thay thế vào chỗ trống là rất lớn. Nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn sử dụng luật rừng, thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc trước, nhóm Hưng Yên không tên tuổi nên không gây ra chú ý. Cũng nhờ như vậy, nhóm này mới có cơ hội ẩn mình, nuôi quân và làm đảo chính mềm. Tuy nhiên, nhóm Hưng Yên giờ đây đã không còn là nhóm vô danh như trước đây nữa, mà đã trở thành nhóm mạnh nhất trong Trung ương Đảng. Đây là lúc mà nhóm này có thể mở rộng sự ảnh hưởng và nâng đỡ những thành viên gốc Hưng Yên vào Trung ương Đảng và vào cả Bộ Chính trị. Nếu để tuột mất cơ hội này thì nhóm Hưng Yên sẽ mãi mãi không còn cơ hội ngóc đầu lên, bởi một khi Tô Lâm bị hạ thì nhóm Hưng Yên cũng sẽ bị thanh trừng mạnh mẽ. Thời của Tô Lâm cũng là thời của nhóm Hưng Yên, nếu không biến bản thân thành kẻ có sức mạnh tuyệt đối để đè bẹp các nhóm khác thì nhóm Hưng Yên sẽ không còn cơ hội nào khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đặng Quốc Khánh vừa dụng, Hồ Đức Phước lên thớt, Tô Lâm thanh trừng mạnh phe Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.